cơ vùng thắt lưng. I put my palm in the triangle de petit. Okay, triangle de petit, come here. Here. Okay. Perpendicular, very simple, like that. Sẽ để cái đầu dò ngay phía trên ở chỗ gọi là tam giác cơ tích. What do I see? Vuông góc của anh ra. Thì mọi người sẽ nhìn thấy gì ở trên màn hình ạ? What do you see? No. Yes, stop. What do you see? Remember yesterday. Nhớ lại cái hình hôm qua ấy ạ, trong cái này là trong cái bài. Trong cái bài mình nói về làm dối thắt lưng thì có cái hình này mọi người nhớ không? Có nhớ cái hình này không? Có hay. Mọi người có nhớ cái hình này không? Đây là gì ạ? Đúng rồi, đây là thân lúc sống ạ. Đây là cái gì ạ? Đúng không? Đúng không? Not this one, no. My God. So, slowly. Where is my glasses? Thank you. Psoas. Okay, bunker, yes.